bạn thân mến, bây giờ thì Thành Nhân đang đứng cạnh một nhân vật gọi là người lạ, bởi vì người lạ này phát hành album Người Lạ, rồi người lạ này xuất hiện trong chương trình này. Không biết bây giờ người lạ này giới thiệu cho khán giả biết là người lạ này tên gì và có những cái kế hoạch gì sao cho con người và sự nghiệp của mình. Thực ra thì đi hát thì Hoàng Nghi Lâm đã đi hát vài năm rồi, nhưng mà hát đơn á thì Hoàng Nghi Lâm chỉ vừa mới chuẩn bị đây thôi, cho nên cũng còn một chút xíu gì đó hơi e dè vì chưa có quen với quý vị khán giả nhiều. Mong là vào một thời gian gần nhất Hoàng Nghi Lâm sẽ trở thành người quen cho mấy quý vị khán giả. Bây giờ một câu cuối mà anh muốn hỏi em là anh thấy phong cách của em có vẻ khá là nam tính và bụi phổi, không biết là tính của em nghe cái giọng mà mềm mại như vậy nhưng mà không biết là tính có con trai không, có đàn ông không, có quậy phá không? Nói chung là quậy thì ai mà chẳng quậy. Đó, nói không, thấy ghê không? Quậy thì ai mà chẳng quậy. Tùy người thôi ạ, à. tùy hoàn cảnh, tùy người. Nói chung là em thì cũng không biết thế nào, nhưng mà bạn bè xung quanh em thì bảo là em không được nữ tính lắm. Không, anh nghĩ là vậy nè, anh nghĩ là Hoàng Nghi Lâm đã không cần biết là tính con trai hay tính như thế nào, các bạn chỉ cần thấy Hoàng Nghi Lâm lên sân khấu và thể hiện một sức sống và cũng như tính nữ tính của mình thì thế là đủ rồi.